Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình luật sư của doanh nghiệp được phát sóng hàng tuần trên kênh Thị trường Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, luật đầu tư đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2015. Bên cạnh những điểm mới được đánh giá là tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện hóa quyền tự do kinh doanh vốn đã là quyền hiến định, thì vẫn còn một số điểm đang là mối quan tâm và lo lắng của cộng đồng doanh nghiệp. Trong đó có danh mục 267 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và đi kèm về nó là khoảng 6.000 điều kiện kinh doanh tương ứng. Với những điều kiện kinh doanh này có thực sự có chất lượng hay không? Có còn tồn tại những điều kiện kinh doanh vô lý bắt bí doanh nghiệp hoặc được ban hành trái thẩm quyền hay không? Doanh nghiệp sẽ phải làm gì với những điều kiện kinh doanh được cho là vô lý này? Mời quý vị cùng theo dõi chương trình luật sư của doanh nghiệp tuần này với chủ đề Luật đầu tư 2014, kinh doanh có điều kiện có còn là nỗi lo lắng của doanh nghiệp? Và trong phần cuối của chương trình như thường lệ sẽ vẫn là phần giải đáp pháp luật của luật sư. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, như vậy là luật doanh nghiệp 2014 và luật đầu tư 2014 đã chính thức có hiệu lực được hơn một tuần. Không phủ nhận những bước tiến mà hai luật này mang lại cho cộng đồng doanh nghiệp, góp phần xây dựng một môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh. Tuy nhiên, sau tuần đầu tiên triển khai hai luật này, vẫn còn đó những vướng mắc và khó khăn. Là một doanh nghiệp chuyên kinh doanh và nhập khẩu trang thiết bị y tế, có kinh nghiệm 15 năm trên thị trường. Nhưng doanh nghiệp này cũng có những lo lắng và băn khoăn không biết bày tỏ cùng ai. Bởi trang thiết bị y tế là một ngành kinh doanh đặc thù, nằm trong danh mục những ngành nghề kinh doanh có điều kiện và phải chịu những điều kiện kinh doanh riêng. Theo quy trình hàng năm chúng tôi đều phải xin giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế. Tuy nhiên, giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế quy định chỉ có hạn 1 năm, trong khi những giấy của nhà sản xuất có hạn đôi khi từ 3 đến 5 năm. Việc đăng ký giấy phép nhập khẩu mất 3 đến 8 tuần và doanh nghiệp phải làm việc này hàng năm. Số lượng giấy tờ đôi khi là lặp lại từ năm này qua năm khác. Việc này không chỉ gây tốn thời gian cho phía doanh nghiệp mà còn cho phía cơ quan quản lý nhà nước. Câu chuyện của doanh nghiệp này về điều kiện kinh doanh, về những giấy phép con hoặc những quy định của bộ chủ quản chính là một trong những ví dụ điển hình cho những khó khăn và vướng mắc mà rất nhiều doanh nghiệp đang gặp phải với điều kiện kinh doanh. Doanh nghiệp chúng tôi cũng chưa biết nguyên tắc dựa vào đâu mà các cơ quan quản lý nhà nước giới hạn việc chỉ cấp giấy phép nhập khẩu có giá trị 1 năm. Nếu mà được tạo điều kiện cung cấp được tối thiểu từ 2 đến 3 năm thì sẽ tạo điều kiện cho rất nhiều doanh nghiệp. Thủ tục giấy tờ càng nhanh thì doanh nghiệp càng tận dụng được các cơ hội đối với khách hàng. Thực tế trong quá trình kinh doanh chúng tôi có những khách hàng yêu cầu phải có sản phẩm y tế trong vòng 1 đến 2 tuần. Thì đối với những sản phẩm y tế mới chưa được đăng ký nhập khẩu là điều này là không thể và đấy là làm mất cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp chúng tôi. Ra thì tất cả những ngành nghề kinh doanh có điều kiện đặc biệt thì cũng đề nghị là luật quy định rõ, tránh các cái văn bản dưới luật, tức là văn bản luật quy định chung, thế văn bản dưới luật thực hiện thì có thể là mỗi một địa phương, mỗi một đặc thù người ta quy định một khác thì doanh nghiệp thực hiện cũng nhiều khi cũng rất là khó, không hiểu đâu là cái kim chỉ nam đúng cả để thực hiện cho nó đúng theo pháp luật, thì cần phải quy định cụ thể rõ, ví dụ như các ngành nghề đặc biệt thì cần phải điều kiện gì và các cái điều khoản của nó là những cái gì thì doanh nghiệp tuân thủ tốt hơn. Thứ nhất đó là nó hạn chế cái việc mà gia nhập thị trường của các cái doanh nghiệp mới. Thứ hai đó là đối với các doanh nghiệp mà muốn mở rộng cái hoạt động kinh doanh cũng như là muốn mở rộng cái ngành nghề kinh doanh mới thì nó cũng gây cản trở. Thứ ba là đối với cái nhà đầu tư nước ngoài thì người ta nhìn nhận là cái việc tiếp cận thị trường hoặc gia nhập thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài thì rất là khó khăn, thì điều đó cũng là ảnh hưởng rất lớn đến cái môi trường kinh doanh của Việt Nam và cái ý chí khởi nghiệp của các cái doanh nghiệp trẻ và nhỏ ở Việt Nam. Điều kiện kinh doanh quá nhiều, có những điều kiện vô lý và bắt bí doanh nghiệp đã trở thành một rào cản, thực sự cản trở sự phát triển của doanh nghiệp, sự lành mạnh và minh bạch của môi trường kinh doanh. Luật doanh nghiệp và luật đầu tư sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2015 được kỳ vọng sẽ phá vỡ rào cản này. Và theo thống kê của những người làm luật, rào cản này tương đối lớn bởi tương ứng với 267 ngành nghề kinh doanh có điều kiện là 6.475 điều kiện kinh doanh. Và cũng theo một thống kê chưa đầy đủ, thì từ ngày 1 tháng 7 năm 2015 sẽ có đến 3.299 điều kiện kinh doanh trái thẩm quyền. Chúng tôi coi này,
những điều kiện kinh doanh được ban hành bởi thông tư, bởi quyết định của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp là trái thẩm quyền, và trái thẩm quyền đương nhiên không có hiệu lực thi hành. Cái chúng tôi tiếp cận là như vậy. Thì chúng tôi đếm ra hiện nay có 1.697 cái điều kiện kinh doanh mà được ban hành bởi các thông tư. Trong đó bộ nhiều ngành nhiều nhất là một số ngành nhiều: giao thông vận tải 175, nông nghiệp phát triển nông thôn 252, y tế 373, tài nguyên môi trường 200, ngân hàng 217. Tuy nhiên, thực tế là sau một tuần chính thức có hiệu lực thì doanh nghiệp vẫn chưa thể hết lo lắng với rào cản này. Nguyên nhân vì sao vậy? Thưa quý vị, khi mà luật đầu tư 2014 đã có hiệu lực được khoảng hơn một tuần, rất nhiều doanh nghiệp vẫn còn đang loay hoay với việc áp dụng luật. Vì sao lại như vậy? Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Không ai có thể phủ nhận những bước tiến và cải cách của luật đầu tư 2014 khi công khai danh mục những ngành nghề cấm, ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Thì bây giờ cái việc đã thống nhất lại thành có một cái danh sách, thì cái việc đó rõ ràng là đưa đến một cái minh bạch về thông tin cho doanh nghiệp. Một điều nữa là luật đầu tư đã đưa ra một cái tiêu chí để xác định thế nào là điều kiện kinh doanh. Các quy định được quy định là về điều kiện kinh doanh khi để đảm bảo được các cái mục tiêu là đảm bảo về các cái lợi ích công cộng như là bảo vệ sức khỏe cộng đồng, rồi môi trường, rồi an ninh, quốc phòng. Thì dựa vào những cái tiêu chí đấy, và luật đầu tư cũng đưa ra được là về thẩm quyền ban hành về điều kiện kinh doanh, tức là có nghĩa là bộ không được quyền ban hành về điều kiện kinh doanh. Dựa vào những cái tiêu chí đấy, có thể xác định được rằng là những cái văn bản hiện hành nào là ban hành không đúng thẩm quyền về điều kiện kinh doanh, những cái điều kiện kinh doanh nào ban hành không phù hợp, tức là không có phù hợp theo những cái mục tiêu, ý nghĩa, căn cứ mà theo quy định của luật đầu tư năm 2014. Nên thành ra là cái việc mà xác định rất là rõ ràng tại luật đầu tư là rất là có lợi cho cả cái doanh nghiệp lẫn cơ quan nhà nước. Thế thì nói là cái việc mà luật doanh nghiệp, luật đầu tư năm 2014 mà nói là từ 1/7/15 đấy, quy định về rất rõ về cái danh mục các ngành nghề kinh doanh cấm và các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, thì tôi thấy đây là một cái bước tiến rất tiến bộ trong tư duy lập pháp của chúng ta để cho một tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch. Đây có thể nói là đây là một cái hành lang cho doanh nghiệp thì họ bám, họ pin vào khi họ trên cái bước đường làm thương mại của họ. Vì nếu như trước đây chúng ta đặt không quy cụ thể, doanh nghiệp phải mò mẫm, và cơ quan quản lý nhà nước cũng rất là sợ trách nhiệm trong việc là gì, nếu cái quy định này không, chúng ta không quy rõ, quy chặt chẽ, thì khi mà trên xã hội nó xảy ra những cái hậu quả hệ lụy thì cơ quan quản lý về chuyên ngành chuyên môn đó lại ảnh hưởng đến cái hoạt động hiệu quả của họ. Như là với cái việc mà chúng ta quy định này rất rõ như này thì thực sự là một cái tiến bộ rất lớn để đảm bảo cho cái nền, cái môi trường đầu tư ra được minh bạch. Thế thì cái việc mà công bố cái công khai cái danh mục ngành nghề cấm này, danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện, thế như vậy nó làm, trước hết nó làm cho cái môi trường kinh doanh một cách minh bạch hơn như vậy, và nó tăng cái tính chủ động của doanh nghiệp. Thế như vậy khi doanh nghiệp tiến hành một hoạt động kinh doanh mới mà họ nhìn vào nó không thuộc hai cái danh mục cấm này, không thuộc hai cái danh mục kinh doanh có điều kiện này, và nếu như ngành nghề đó thuộc cái danh mục kinh doanh có điều kiện và doanh nghiệp đó đã đủ chuẩn bị đủ tất cả những cái điều kiện cần thiết theo yêu cầu của quy định pháp luật, thì doanh nghiệp hoàn toàn có quyền chủ động tiến hành kinh doanh và không có cái sự lo lắng như cái môi trường kinh doanh trước khi ban hành luật doanh nghiệp và luật đầu tư. Vì tại cái thời điểm đó họ không biết được ngành nghề nào cấm, thậm chí họ cũng không biết được chính xác là có bao nhiêu ngành nghề kinh doanh có điều kiện và những cái điều kiện kinh doanh tương ứng là gì. Thế thì và điều quan trọng hơn đó là với cái môi trường kinh doanh trước khi ban hành luật doanh nghiệp và luật đầu tư thì có rất nhiều những cái ngành nghề mà theo như tôi vừa nói gọi là mà chưa được quy định ở đâu, thì cũng chưa có một cái nguyên tắc thống nhất là họ có được quyền kinh doanh hay không được quyền kinh doanh. Thế thì như vậy cái thay đổi mới của luật doanh nghiệp là tuyên bố là một là chỉ ra những cái gì cấm, những cái gì là kinh doanh có điều kiện, thì doanh nghiệp chỉ được, đối với kinh doanh có điều kiện thì doanh nghiệp chỉ được kinh doanh sau khi đáp ứng đủ các điều kiện tương ứng. Và cái thứ ba là đối với những ngành nghề mà không phải cấm, không phải kinh doanh có điều kiện, thì về nguyên tắc doanh nghiệp không bị cấm, thì có nghĩa được quyền kinh doanh. Đến thời điểm này, doanh nghiệp hoàn toàn dễ dàng tìm được danh mục 6 ngành nghề cấm kinh doanh và 267 ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại Cổng Thông tin Đăng ký Kinh doanh Quốc gia tại trang web www.đăngkykinhdoanh.com.
www.doanhnghiep.gov.vn. Tuy nhiên, doanh nghiệp sẽ chưa thể tìm thấy và tra cứu được danh mục những điều kiện kinh doanh tương ứng và cụ thể. Bởi cho đến nay, sau hơn một tuần luật chính thức có hiệu lực thì cũng chưa có văn bản cụ thể và chính thức hướng dẫn thi hành luật. Thì trong vòng một tuần thực hiện cái luật doanh nghiệp và luật đầu tư ấy thì tôi nghĩ là ngoài cái tinh thần hồ hởi của các cái doanh nghiệp là hướng đến cái việc là chúng ta có cái luật mới và có cái nhiều cái thuận lợi hơn. Tuy nhiên thì chúng ta còn vướng rất nhiều các cái khó khăn. Cái khó khăn lớn nhất ở đây là hiện nay trong một tuần rồi chúng ta vẫn chưa ra đời cái nghị định của chính phủ về hướng dẫn hai cái luật này. Người mà đã tham gia dự thảo cái luật thủy sản Việt Nam theo như tôi biết thì có thể là trong luật người ta không quy định được hết, nhưng mà cái nghị định hướng dẫn thi hành luật thì tôi đề nghị và tôi cũng sẽ đề nghị với nhà nước hay là chính phủ là cái luật thì có thể không nêu hết được, nhưng mà cái nghị định đấy để hướng dẫn thành luật thì phải nói rõ những cái vấn đề đó. Cùng với đó, việc rà soát các điều kiện kinh doanh cũng chưa thể hoàn thành. Tìm thấy hơn 170 thông tư quy định đến 3.000 có lại 3.300 khoảng như thế, 3.300 cái điều kiện kinh doanh. Và như vậy khoảng 3.300 điều kiện kinh doanh đó là không còn hợp pháp theo quy định của luật đầu tư. Và luật đầu tư đã quy định rằng là những cái quy định về điều kiện kinh doanh mà không còn hợp pháp như thế thì đương nhiên hết hiệu lực thi hành kể từ mùng 1 tháng 7 2016. Nghĩa là các bộ có một năm để ra soát đánh giá. Việc chậm trễ ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật không chỉ gây khó cho doanh nghiệp, cho cơ quan quản lý nhà nước, mà còn làm cho luật khó có thể được thực thi một cách nghiêm túc. Thì đây là một cái khó khăn rất là lớn ấy cho trong cái quá trình thực thi hai cái luật này, bởi vì chúng ta không có nghị định hướng dẫn thì bộ kế hoạch đầu tư cũng như là các bộ ban ngành liên quan cũng không thể có cái thông tư để hướng dẫn cụ thể hai cái nghị định đó. Thì đấy là một cái khó khăn mà rất là lớn. Và gần đây thì tôi mới thấy là ngày 1 tháng 7 vừa rồi thì ngày có hiệu lực thì Bộ Kế hoạch Đầu tư mới ban hành một cái công văn để hướng dẫn tạm thời các cái sở ban ngành của Ủy ban nhân dân, các cái sở kế hoạch đầu tư các tỉnh là hướng dẫn tạm thời về việc tiếp nhận các cái hồ sơ đấy. Thì nhưng mà tôi đọc trên cái tinh thần cái công văn đấy thì cũng rất là chung chung và tôi nghĩ là rất là khó áp dụng. Hy vọng rằng các cơ quan có thẩm quyền sớm ban hành được văn bản chính thức hướng dẫn thi hành luật để luật đầu tư 2014 thực sự đi vào đời sống, để cộng đồng doanh nghiệp sớm tối ưu hóa được những điểm mới và thuận lợi mà luật mang lại cho doanh nghiệp.